Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2014, đội cảnh sát môi trường công an thành phố Biên Hòa đã lấy mẫu chất thải để đi xét nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc xe bồn chở hàng nghìn lít chất thải đổ trộm ra môi trường tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa vào đêm mùng 5 tháng 1. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 5 tháng 1, một số người dân thuộc tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài thấy xe bồn mang biển số 60C01318, loại 16.000 lít đang đổ chất thải lỏng màu đen, nghi là chất thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ thẳng ra khu đất trống bên lề đường. Khi thấy có người dân, tài xế đã bỏ lại xe chạy trốn. Khoảng 30 phút sau, một xe bồn khác cùng loại mang biển số 60S2298 cũng chạy đến khu vực này thì bị người dân khống chế giữ lại. Tại hiện trường, hầu hết chất thải lỏng có màu đen đậm đặc, khiến khu vực này trở thành một vũng nước bốc mùi rất khó chịu. Công an phường Trảng Dài đã đến hiện trường lập biên bản, đồng thời áp giải xe bồn 60C01318 về trụ sở công an phường và báo cho cảnh sát môi trường tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định. Theo người dân thì thời gian qua, các xe bồn thường xuyên qua lại khu vực này nên người dân nghi vấn và theo dõi. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.